Thưa quý vị, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong mùa lễ hội xuân 2019, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường ca trực chốt chặn xử lý vi phạm, trấn áp tội phạm cả ngày lẫn đêm trong những dịp cao điểm. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên kênh VTC9. Xin mời quý vị theo dõi. Dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2020, lượng người dân di chuyển với mật độ lớn, Công an thành phố Hà Nội đã phân ca tăng cường phân luồng giao thông, xử lý vi phạm trên địa bàn thủ đô. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Canh Tí và cũng như các lễ hội đầu năm 2020, ban chỉ huy đội lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông cũng như ban chỉ huy đội cảnh sát giao thông số 6 đã phân công bố trí lực lượng các chốt tuần tra, các chốt đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm hoặc là tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến đường và chia làm 3 ca tuần tra từ 6 giờ đến 24 giờ đêm hàng ngày để kịp thời giải quyết những cái điểm ùn ứ có thể xảy ra ùn tắc giao thông, đảm bảo cho người dân đi lại một cách thông suốt và an toàn. Đơn vị này cũng cho biết, trong trường hợp nếu xảy ra ùn tắc, Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng đã có phương án xử lý, đảm bảo lưu thông cho người dân. Trong trường hợp mà xảy ra ùn ứ hoặc có nguy cơ gây ách tắc giao thông thì lãnh đạo đơn vị sẽ căn cứ vào cái thông báo của Trung tâm Điều hành Giao thông Công an thành phố hoặc là trên trực ban phòng cảnh sát giao thông sẽ cử lực lượng các tuyến tuần tra phối hợp với nhau giải quyết tại điểm ùn tắc và phối hợp với các tổ, các tuyến lân cận để tổ chức phân luồng từ xa, đảm bảo là người dân đi lại không bị ùn tắc giao thông. Những cái tội phạm mà ma túy hoặc những cái tội phạm khác thì chúng tôi trong cái lực lượng chúng tôi thì nó có cả cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy thì chúng tôi đã thường xuyên phối kết hợp với nhau đảm bảo từng cái nhiệm vụ của mình mà mỗi người phối hợp nhau để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà phát hiện ra các loại tội phạm sử dụng phương tiện giao thông để hoạt động, đặc biệt là cái tội phạm ma túy và các tội phạm lợi dụng đó để đảm bảo gây nguy hại đến an ninh trật tự. Trước đó, để đảm bảo an ninh an toàn giao thông dịp cuối năm, tháng 10 năm 2019, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch bổ sung 15 tổ công tác 141, nâng số tổ công tác của lực lượng 141 lên 30 tổ để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự mùa lễ hội xuân năm 2020 cũng như tránh những trường hợp bị xử lý vi phạm. Phòng Cảnh sát Giao thông cũng khuyến cáo người dân nên chấp hành các hiệu lệnh, phân luồng của lực lượng chức năng, đèn báo hiệu của lực lượng chức năng.